Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 chính thức khép lại với kết quả không thể nào mỹ mãn hơn với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Pha làm bàn duy nhất ở phút thứ 92 của cầu thủ Phạm Hải Yến đã giúp cho đội tuyển của bóng đá nữ Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan và mang về tấm huy chương vàng thứ 6 cũng như là bảo vệ thành công ngôi vô địch của SEA Games. Bên cạnh những thành tích thi đấu cực kỳ tuyệt vời thì các cầu thủ nữ của chúng ta còn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ vì ngoại hình xinh đẹp, nữ tính và rất thu hút. Dưới đây là những gương mặt nổi bật nhất của làng bóng đá Việt Nam. 1. Hoàng Thị Loan. Sở hữu chiều cao 1m58 cùng với một gương mặt bầu bĩnh, Hoàng Thị Loan được xem là một trong những gương mặt xinh xắn nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nụ cười tươi với má lúm đồng tiên, chiếc răng khểnh duyên dáng của cô gái đến từ Hà Nội đã đốn tim không ít fan bóng đá. Vào tối ngày 5 tháng 12 trong một trận bán kết giữa bóng đá Việt Nam và Philippines thì cô nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Trong trận bán kết tại Sambinan thì nữ cầu thủ sinh năm 1995 này đã được nhận xét là có một lối đá thông minh để góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà của Philippines. Trên sân thì cô được đánh giá là một trong những cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Xuất thân là một trung vệ nhưng mà nữ cầu thủ sinh năm 95 có thể đá tốt ở cả hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. Chiến X hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ bóng đá nữ ở Hà Nội. Vào năm 13 tuổi thì Hoàng Thị Loan đã bắt đầu tập cùng với lứa trẻ của đội bóng nữ Hà Tây trước khi mà sáp nhập vào câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội. Mới đây ở phút thứ 89 trong trận gặp Việt Nam đấu với Thái Lan, Nguyễn Thị Xuyến rời sân để nhường chỗ cho Hoàng Thị Loan. Dù chỉ cao 1m58 và đối đầu với những tiền đạo to con bên phía Thái Lan, cô nàng nhỏ nhắn đã thi đấu rất xuất sắc và làm tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian. Cô nàng nhỏ nhắn này đã thi đấu đầy xuất sắc và làm tốt nhiệm vụ trong suốt những phút ra sân thi đấu. Nữ cầu thủ không chỉ tài năng mà còn sở hữu một gương mặt rất ưa nhìn với một nụ cười rạng rỡ cực kỳ dễ thương. Sau chiến thắng trước Thái Lan thì cô nàng cũng hé lộ, em chưa có người yêu. 2. Nguyễn Thị Tuyết Dung. Khi mà nói tới những bóng hồng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tài năng, xinh đẹp thì không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Thị Tuyết Dung, một trong những cô gái vàng trong làng bóng đá nữ chuyên nghiệp. Nguyễn Thị Tuyết Dung sinh năm 1993, quê ở Hà Nam và là cầu thủ từng đạt quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2018. Cô từng được người hâm mộ biết đến và thán phục nhờ hai pha làm bàn từ chấm phạt góc vào lưới của đội tuyển Malaysia. Tham dự SEA Games 30 thì Tuyết Dung là một trong những linh hồn trong mục tiêu sang vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nữ cầu thủ nổi bật ở lối chơi thông minh, sáng tạo và đầy kỹ thuật. Tiền vệ này là nhân tố chủ lực trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam, nhờ sở hữu một thể lực sung mãn, tư duy cũng như được kỹ thuật ấn tượng. Cô được xem là một trong những chuyên nhân của đàn chị Vàng Thị Thanh khi mà có thể đá tốt ở cả hai chân. Vào năm 2017, Tuyết Dung đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch của SEA Games 29. Không chỉ thế mà tiền vệ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam còn được chọn vào danh sách 100 phụ nữ nổi bật toàn cầu vào năm 2017. Ngoài việc sở hữu một lối chơi bóng thông minh, nhạy bén, thì Tuyết Dung ở ngoài đời còn là một trong những cô nàng theo phong cách tomboy đầy cá tính và mạnh mẽ. Với mái tóc ngắn thương hiệu của Tuyết Dung cùng với một nụ cười tỏa nắng của cô nàng thì luôn khiến cho người hâm mộ không khỏi suy xoa với vẻ đẹp cá tính của cô. 3. Phạm Thị Tươi. Nữ cầu thủ Phạm Thị Tươi sinh năm 1993 và là cầu thủ của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Tươi cũng là một trong những gương mặt yêu mến trong đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam. Vào năm 2013 thì cô được triệu tập lên đội tuyển futsal của nữ Việt Nam tham dự đại hội thể thao châu Á trong nhà. Cũng trong năm đó thì Phạm Thị Tươi cùng với đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành huân chương bạc của SEA Games. Cuối năm 2017 thì nữ cầu thủ được gọi lên chơi tuyển quốc gia và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Với một khả năng lên công về thủ cùng với một thể lực dồi dào thì Phạm Thị Tươi là một trong những sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải của đội tuyển quốc gia dưới thời của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bên ngoài sân cỏ thì Tươi thực sự là một trong những cô gái có ngoại hình rất ổn và giàu sức sống. Những bức ảnh của Tươi luôn khiến những người đối diện phải ngạc nhiên khi mà nó quá khác so với những gì mà cô thể hiện trên sân. Chính ít xinh đẹp này được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng và giúp cho đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam giành nhiều chiến thắng hơn trong tương lai. 4. Trần Thị Hồng Nhung. Trần Thị Hồng Nhung sinh năm 1992, quê ở Hà Nam và được đánh giá là một cầu thủ có chuyên môn tốt và đang là trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam.
Tại vòng loại thứ 2 của Olympic 2020, cô được xếp đá chính và giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đạt thành tích toàn thắng để giành vé đến vòng loại cuối cùng. Hồng Nhung đang là cầu thủ không thể thay thế của câu lạc bộ nữ Hà Nam và thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Khác với hình ảnh mạnh mẽ thì Quyên Lì trên sân cỏ, nữ cầu thủ gốc Hà Nam này lại là một trong những cô gái đầy nữ tính với một gương mặt bồng bĩnh và đáng yêu. Vào cuối tháng 4 năm 2019 thì Hồng Nhung được câu lạc bộ Chonburi mời sang Thái Lan để thi đấu giải vô địch quốc gia của nữ Thái Lan 2019. Để trung vệ của Việt Nam đã giúp cho đội bóng của Thái Lan giữ sạch lưới trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và giành chiến thắng trên chấm luân lưu để bước vào chung kết. Cô gái sinh năm 1992 trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng ở nước ngoài. Mới đây thì trung vệ xinh đẹp này của đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhập viện để có thể kiểm tra tình hình sức khỏe. Lý do là bởi cô đã kiệt sức sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ của Thái Lan. Hồng Nhung là một trong những số cầu thủ đã được chơi trọn vẹn ở cả 4 trận đấu tại SEA Games 2019 với tổng cộng 390 phút thi đấu chính thức. Cô cùng với Trương Thị Kiều trở thành cặp trung vệ chắc chắn nhất của môn bóng đá nữ ở SEA Games lần này. Cũng như vậy mà hàng thủ của nữ Việt Nam chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trên hành trình giành tấm huy chương vàng, thành tích tốt nhất sau 16 năm của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games. Trước Hồng Nhung thì Huỳnh Như cũng bị căng cơ ở cả hai bắp đùi trong trận gặp chung kết với Thái Lan. Thậm chí là có thời điểm Huỳnh Như cũng không thể bước đi bình thường để có thể lên bục nhận huy chương vàng. Trong khi đó thì Trương Thị Kiều bị toạc một phần đùi non nhưng vẫn cố nghiến răng để có thể hết trận đấu với Thái Lan. 5. Phạm Hải Yến. Phạm Hải Yến sinh năm 1994 tại Hà Nội và là một trong những tiền đạo xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội, cô nhanh chóng gây ấn tượng với người hâm mộ bằng lối chơi thông minh, sáng tạo và kỹ năng đi bóng ấn tượng. Sở hữu một lối đá thông minh gần giống với đàn chị Ngọc Trâm, tiền đạo có chiều cao 1m62 này chơi không tốn sức nhưng lại hiệu quả. Đặc biệt là sở hữu một khả năng di chuyển, chọn vị trí và ghi bàn cũng như là chơi tốt luôn trong vai trò tổ chức. Được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng cho Hoa Khôi Ngọc Trâm, tiền đạo Phạm Hải Yến đã không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng. Vào năm 2019 thì Hải Yến đã góp công lớn vào vị trí Á quân cho câu lạc bộ Hà Nội với 17 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển, thì nữ cầu thủ đã có tới 6 pha lập công để đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt chức vô địch ở Đông Nam Á. Mảnh mai, trắng trẻo và xinh xắn, đó không phải là những từ ngữ dùng để mô tả một nữ cầu thủ. Tuy nhiên Phạm Hải Yến lại là một trong những người như thế. Trái ngược với một vẻ ngoài rất nữ tính ấy là một trong những hình ảnh nữ cầu thủ thực sự mạnh mẽ, quyết liệt và đầy cá tính trên sân cỏ. Pha đánh đầu dũng mãnh ghi bàn ở ngay những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất trong trận chung kết của SEA Games 30 với tuyển nữ của Thái Lan vào tối ngày 8 tháng 12 là một minh chứng. Đời thường thì Phạm Hải Yến được mọi người yêu mến với hình ảnh là một cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười duyên. Với Hải Yến thì sống vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn đam mê chính là điều mà cô mong muốn. 6. Đội trưởng Huỳnh Như. Để đạt được kết quả mỹ mãn trong các trận đấu quan trọng, không thể không có sự góp mặt của Huỳnh Như, người đang nắm giữ vai trò thủ quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cô sinh năm 1991 tại Sài Gòn, hiện đang giữ vị trí tiền đạo trên sân cỏ, cùng với trọng trách đội trưởng nhờ vào những kinh nghiệm và thành tích mà cô đạt được. Mang màu áo của đội tuyển quốc gia thì Huỳnh Như cùng với các đồng đội của mình đã giành được nhiều thành tích đáng nể với những huy chương vàng SEA Games 2017, huy chương bạc SEA Games 2013, Á quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016, huy chương vàng SEA Games 2019. Riêng bản thân của nữ cầu thủ này thì đã giành được cho mình nhiều thành tích cá nhân như là quả bóng vàng nữ 2016, quả bóng đồng nữ 2017 và quả bóng bạc nữ 2018. Khi mà thi đấu trên sân cỏ, thì Huỳnh Như luôn ra dáng một người đội trưởng thông minh cùng với một lưới chơi bóng sắc sao. Thì ngoài đời, nữ cầu thủ này lại là một cô gái hết sức giản dị với gu ăn mặc nhẹ nhàng. Tuy không quá gợi cảm hay quyến rũ, nhưng với vẻ đẹp trong tâm hồn, khi mà ra chiến đấu thì cô luôn truyền tải được vẻ đẹp khiến cho người khác phải chú ý đến cô. 7. Thủ môn Trường Thị Kim Thanh. Để đạt được những thành công vang dội trong những trận thi đấu vừa qua thì không thể thiếu sự có mặt của cô nàng thủ môn cá tính Trường Thị Kim Thanh. Cô được xem là một trong những người kế nhiệm vị trí thủ môn hoàn hảo của cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Cô sinh năm 1993 tại Sài Gòn và đã tham gia đào tạo cũng như là thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ khi mà còn rất trẻ. Đặc biệt thì cô đã tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ với màn thể hiện xuất sắc trong trận gặp Philippines vừa qua, giữ sạch lưới trong 90 phút đầu cũng như là trong trận chung kết vừa rồi đã không khiến cho đồng đội cũng như là người Việt Nam thất vọng. Kim Thanh có khả năng bắt bóng và dự đoán bóng hướng đi đều rất chính xác nên cô luôn thực hiện cho nhiệm vụ và mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho vị trí không thành của đội tuyển Việt Nam. Cô là một trong những người đã góp công to lớn trong việc giúp cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được huy chương vàng trong kỳ SEA Games 30 vừa kết thúc. Cô đã cùng với đồng đội tìm hiểu kỹ về đối chơi của đối thủ và luôn cố gắng dốc hết mình để bảo vệ chức vô địch.
ở ngoài đời hay là trên sân cỏ thì Kim Thanh luôn là một trong những cô gái mạnh mẽ và cá tính. Với vóc dáng nhỏ con cùng với kiểu tóc tomboy mạnh mẽ luôn tạo được sức hút mỗi khi mà cô xuất hiện, khiến những người khác không khỏi khen ngợi Kim Thanh. Có thể thấy rằng những bóng hồng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ có nét đẹp trên sân cỏ mà họ còn là những người phụ nữ đẹp của xã hội, đã mang lại rất nhiều niềm tự hào cho chính Việt Nam. Hãy luôn ủng hộ, động viên cũng như là chờ đón những cô gái vàng này cùng mang thể thao của Việt Nam phát triển vượt bậc hơn nữa. Nếu mà bạn thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.